Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái video này chúng ta sẽ nói về các cái biến trong Visual Basic. Thì để mà khởi tạo biến hoặc khai báo biến thì chúng ta dùng cái dim. Dim thì sử dụng my var, tên biến ta đặt là my var, và tiếp theo ta dùng s để khai báo kiểu gì thì ta dùng s. Integer chẳng hạn thì ta gọi integer. Đây, chúng ta chỉ gõ và chúng ta có cái gọi là intelligence, có nghĩa là nó sẽ, nếu muốn thì chúng ta có thể tự động, chúng ta có thể điền tiếp, ấn enter này thì ta nhìn thấy tự nhiên có cái my var đây, unused, và để unused local variable my var có nghĩa là những cái biến này đầu tiên đã có warning rồi đây này. Đấy, một cái cảnh báo là một khai báo một cái biến nhưng mà chưa sử dụng, đúng không? Nếu mà trong cả quá trình ta cũng không sử dụng thì cái cảnh báo này vẫn cứ tồn tại để nó nhắc mình là là chúng ta đã khai báo một cái biến và chưa sử dụng. Và bây giờ ta sẽ gán giá trị cho một biến thì ta làm như thế nào? My var bằng, ví dụ bằng 500. Enter. Và để mà in ra màn hình thì ta biết rồi, đúng không? Console.vrlight. Và chúng ta gõ my var. Đấy. Ta dùng thấy IntelliSense thì lúc nào? Ta dùng tiếp console.read. Mà nói chung là dùng cái này tôi thấy thoải mái hơn. Được chưa? Và ta đã hoàn thành cái chương trình của mình rồi. Lưu lại để cho nó chạy thôi. Đấy, ta thấy nó chạy và nó in ra màn hình số 5. Đúng không? Đúng như là cái đúng như những cái gì chúng ta sẽ chờ đợi. Đúng, chúng ta chờ đợi đúng như vậy, đúng không? Như vậy là cái cách khởi tạo biến chúng ta biết rồi. Và chúng ta cũng có một cách khác là chúng ta có thể xóa đi ở đây. Nói quá, chúng ta cũng có cách gán giá trị ngay, khởi tạo ngay giá trị cho bằng năm ở đây. Cái cú pháp này cũng chấp nhận được. Và ta đã lưu vào rồi và ta thử chạy nhé, xem có gì khác biệt không. Đây, chúng ta thấy không? Như thế là có cách mình khởi tạo như này. Có khởi, nên tức là mình gán giá trị cho biến sau hoặc là gán ngay khi mà khởi tạo biến. Ok. Thế sau khi cái biến này đã được gán rồi mà ta lại dùng, ta lại my var, ví dụ như thế này, mà ta lại gắn bằng 7 chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta nếu mà in ra màn hình thì đây có gắn rồi, và đây ta gắn đè lên, tức là thay đổi giá trị, thì tất nhiên là in ra màn hình nó về ra số 7, đúng không nào? Ok, đấy là chúng ta hiểu về cái cách nhé. Các cái biến thì nó cũng giống như là các cái ô nhớ thôi. Ta đưa, thí dụ ta gắn cho nó, tức là ta tạo giá trị cho nó bằng 5 thì nó bằng 5, và sau đó ta lại tạo nó bằng 7 thì nó lại, thì cái ô nhớ đấy nó là chứa số 7 chứ không phải số 5 đấy. Và bây giờ thay vì chúng ta khởi tạo những cái biến integer thì ta có thể cũng khởi tạo các biến kiểu khác. Và bây giờ ta thử làm việc với cái kiểu string nhé. Thì ta thay vì chúng ta gắn là as integer thì ta gọi là as string đấy, đúng không? Và ta được gắn nó bằng thí dụ hello gì nhỉ, YouTube chẳng hạn. Ok. Và chúng ta nhìn thấy gần đây là cũng có một cái gạch chân này là bởi vì chúng ta chưa dùng nó. Ở đây console string này. Và ta đây, string như này mới đúng này. Thì đây console. Và ta in ra màn hình thôi. Ta thử chạy xem có được không nhé. Cái này ta in ra, hiện tại đã lưu cho lưu giỏi và chạy ra màn hình. Something wrong. String. Ta lại bỏ cái, ta phải bỏ cái này đi chứ, đúng không? Tôi chưa bỏ cái này đi, thành ra là nó vẫn sai. Và bây giờ ta đã chạy lại nhé, chắc phải có hello YouTube ở đây, đúng không? Ok. Và bây giờ ta thử sang chuyển sang kiểu, thay vì kiểu string thì ta cho kiểu character, kiểu cha, được chưa? Ok, và tất nhiên là cha thì không thể mà dài như thế này được. Chữ A, chữ H chẳng hạn, ok. My var, right. Và ta lưu lại và ta chạy run. Đây, ta thử có chữ H ở trên màn hình luôn. Và bây giờ ta thử dùng kiểu double. Nhìn đến đây, double đây rồi. Và ta phải khởi tạo nó lưu bằng 5.4 chẳng hạn. Lưu lại. Và ta in ra màn hình thôi, đúng không? Ta có 5.4 ở đây. Bây giờ ta thử với cái kiểu boolean. Kiểu boolean đấy, đúng không? Bằng true or false, true. Được chưa?
và lưu lại thôi, lưu lại cái gì đấy. Ok, và ta chạy nhé. True, lại in ra màn hình true. Ok, bây giờ thử xem nó có lấy giá trị yes được không nhé. Gì đấy, intelligence nào. Nó bị làm sao. Bây giờ ta thử xem nó có lấy giá trị là yes no được không nhé. Yes xem ra yes. PB yes no. Thì cũng được. PB yes. Ok được không? Và ta save vào. Nó không có yes mà chỉ có PB yes thì chắc cũng chạy thôi. Nó cũng ra true. Ok, ok. Có một số thứ thì lấy giá trị yes, nhưng mà ở trong cái Visual Basic này thì chúng ta gọi là PB yes là cái công xăng nhé. Và bây giờ tôi cũng nói thêm một cái điều nữa này. Chúng ta nói lại, quay lại cái chữ kiểu về cái kiểu integer chẳng hạn. Integer. Ok. Và bằng 5 chẳng hạn. Ok. Và chúng ta in ra màn hình. Thì chúng ta là nhưng khi mà in ra màn hình thì một cái thói quen tốt là chúng ta làm to string. Tức là chúng ta convert. Save and send to string. Đây chúng ta nhìn thấy không, to string. Và chúng ta sẽ in nó ra màn hình như thế này nhé. Và chúng ta nhìn thấy nó vẫn là 5 thôi, thì không có cái gì thay đổi. Nhưng mà thực ra là khi đây là một cái thói quen tốt. Khi mà chúng ta in ra màn hình thì chúng ta chuyển convert nó sang cái kiểu kiểu text, kiểu string. Bởi vì khi chúng ta in ra màn hình, chúng ta thường thường đi in cùng với các cái kiểu ký tự, các cái message nào đó. Thì một cái thói quen lập trình tốt là convert cái số, kiểu số hoặc là kiểu double, integer sang kiểu string trước khi mình in ra màn hình. Ok. Và như vậy là chúng ta sẽ kết thúc cái tutorial về kiểu về các biến, về variable đấy. Và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Thank you very much for watching.